Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Phát triển vũ khí siêu thanh đang trở thành một cuộc trận đua vũ trang cực kỳ quan trọng, trong đó Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang cố gắng giành ưu thế vượt trội để có thể khẳng định quyền lực thống trị tuyệt đối giữa các siêu cường trong tương lai. Vậy vũ khí siêu thanh là gì? Và những siêu cường đã làm thế nào để khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp đắt đỏ này? Hãy cùng tin mới tìm lời giải đáp trong cuộc hành trình ngày hôm nay. Thuật ngữ siêu thanh thường được dùng để mô tả bất kỳ tốc độ nào nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tức là khoảng 6.116 km/h. Vũ khí siêu thanh là loại vũ khí bay cực kỳ nhanh, tầm bay thấp hơn tên lửa thông thường, động cơ động cao. Được thiết kế để linh hoạt tiếp cận mục tiêu trước khi các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống kịp phát hiện. Nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều siêu cường quan tâm đặc biệt tới phát triển vũ khí siêu thanh là bởi dòng vũ khí này có khả năng tấn công từ rất xa, với vận tốc lớn nên không thể bị phát hiện hay bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ thông thường, không chỉ dừng lại ở tốc độ Mach 5. Ngày nay, một số vũ khí siêu thanh đã có thể tăng lên tới Mach 25. Về cơ bản, vũ khí siêu thanh được chia ra làm hai loại. Một là tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng động cơ thông thường trong suốt quá trình bay. Và thứ hai là tên lửa lượng siêu thanh bay theo quỹ đạo dạng tàu lượn hay còn được gọi là tàu lượn siêu thanh. Tên lửa hành trình siêu thanh thì sử dụng động cơ thông thường được phát triển trên cơ sở tăng vận tốc tối đa của vũ khí hiện đại từ Mach 2 lên Mach 5 với khả năng tối đa lên khoảng Mach 10. Còn tàu lượn siêu thanh được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm đặc biệt, hoạt động bằng cách đốt nhiên liệu trong một luồng khí siêu thanh nén. Tên lửa lượn siêu thanh có thể coi như là một phương tiện bay đặc biệt bởi nó có thể quay trở lại trái đất sau khi tách ra khỏi tên lửa đạn đạo. Tên lửa lượn siêu thanh có vận tốc Mach 20 hoặc lớn hơn khi được phóng từ tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mặc dù sở hữu tốc độ cực khủng, nhưng trọng tâm của các cường quốc hiện nay không phải là việc tăng vận tốc cho tên lửa lượn siêu thanh, mà là khả năng điều chỉnh quỹ đạo bay để xuyên qua những tầng khí quyển ở độ cao giữa 40 km tới 100 km. Sử dụng lực khí động lực học để hiệu chỉnh đường đi, làm nhiễu loạn sự phán đoán của hệ thống phòng thủ bên phía đối phương. Cho tới thời điểm hiện tại, với nền kinh tế cũng như tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển đã giúp cho Trung Quốc cũng như là Nga đang đi đầu trong công nghệ vũ khí mới nổi này, và Mỹ dường như bị tụt hậu hơn, mặc dù nắm trong tay những tập đoàn vũ khí nổi tiếng nhất nhì hành tinh. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2021, chương trình vũ khí siêu thanh của Trung Quốc đã đặc biệt thu hút sự chú ý của quốc tế khi tờ Financial Times đưa tin rằng xứ sở tỷ dân vừa thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó 2 tháng, tên lửa này đã bay vòng quanh trái đất trước khi bắn trúng mục tiêu, khiến các cơ quan tình báo Hoa Kỳ phải kinh ngạc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley, đã mô tả cuộc thử nghiệm này với cái tên Thời khắc Sputnik. Vì hầu hết các nhà khoa học quân sự xứ sở cờ hoa dường như không thể hiểu làm thế nào mà Trung Quốc đại lục lại đạt được kỳ tích như vậy. Tờ báo quốc tế trên cũng nêu lên chi tiết về cuộc thử nghiệm của Trung Quốc và có liên quan đến một hệ thống vũ khí tấn công từ quỹ đạo thấp, viết tắt là FOV. Về cơ bản thì chúng đi theo quỹ đạo thấp hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo, khiến khả năng đánh chặn dường như là bất khả thi. Thậm chí nguyên mẫu mà Trung Quốc sản xuất có thể bay qua Bắc Cực hay Nam Cực, trong khi đa số các hệ thống phòng thủ tên lửa bên phía Mỹ chỉ được bố trí để chống lại những cuộc tấn công từ Bắc Cực. Mặc dù cuộc thử nghiệm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Washington, song trên thực tế, Trung Quốc đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh trước cả khi tiến hành vụ thử được coi là từ thời khắc Sputnik đó. Vào tháng 11 năm 2017, nhiều tờ báo trên thế giới đồng loạt đưa tin, quân đội xứ sở tỷ dân đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm trung DF-17, một loại vũ khí có tầm bắn từ 1.800 đến 2.500 km, cũng như khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Nhiều nhà quân sự chuyên phân tích về tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS lưu ý rằng sự xuất hiện của DF-17 trong cuộc duyệt binh hồi tháng 10 năm 2019 cho thấy vũ khí siêu thanh này có thể đã được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ lâu, chứ không còn chỉ là mẫu thử nữa. Sau sự thành công của DF-17 cung cấp phiên bản như DF-100, Trung Quốc đã tiếp tục cho công bố những hình ảnh đầu tiên của hệ thống tên lửa siêu thanh tầm xa trang bị cho loại máy bay ném bom H-6N
vào hồi tháng 10 năm 2020. Một số tài liệu của Mỹ đặt tên cho chương trình phát triển tên lửa siêu thanh của Trung Quốc là CHASX-13. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin rõ gì từ mẫu vũ khí mới này của Trung Quốc. Báo chí nội địa hay nước ngoài đều bị hạn chế tiếp cận các thông số của loại khí tài mới. Chỉ biết rằng tầm bắn của tên lửa siêu thanh mà máy bay H-6N dao động từ khoảng 3.000 đến 3.500 km với phạm vi bán kính từ 1.500 đến 2.500 km. Với mức độ lợi hại của loại tên lửa này, một vài nhà quân sự cho rằng Thượng Hải nằm cách đảo Guam, căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Thái Bình Dương hơn 3.000 km. Vì vậy, CHASX-13 không chỉ có khả năng bắn trúng Guam, mà còn nhiều căn cứ quân sự khác tại Philippines, Singapore, nơi quân đội Mỹ thường xuyên hiện diện. Không chỉ gây ảnh hưởng tới hàng loạt căn cứ tiền phương của Mỹ tại Thái Bình Dương, các hoạt động tuần tra thường niên của Hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông cũng bị đe dọa. Với CHASX-13, Trung Quốc được đánh giá là sẽ chiếm thế thượng phong trong trường hợp nổ ra một trận hải chiến. Bởi trước mắt Hải quân Hoa Kỳ chỉ được trang bị tên lửa Tomahawk với tầm bắn kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, cùng với các chương trình phát triển hệ thống vũ khí siêu thanh, Bắc Kinh đã triển khai một hệ thống vệ tinh dẫn đường dày đặc, không chỉ là tai, mắt mà còn hỗ trợ cực kỳ đắc lực cho toàn bộ hệ thống tác chiến tên lửa siêu thanh mà Trung Quốc xây dựng. Có thể nói, chương trình vũ khí siêu thanh của Trung Quốc nằm trong kế hoạch phát triển quân sự nhằm thay đổi cán cân quyền lực chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên toàn cầu theo hướng có lợi cho nước này. Thậm chí một vài giáo sư tại Đại học Hàng không Mỹ lưu ý rằng ở cấp độ khu vực chính là vũ khí siêu thanh của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các đối thủ của nước này ở Tây Thái Bình Dương can thiệp sâu vào hành động của họ. Theo đó, hiệu quả chiến lược của vũ khí siêu thanh nằm ở khả năng tấn công các tàu hay căn cứ trên khắp khu vực mà không bị cản trở và đối phương hầu như có rất ít thời gian để có thể phản ứng. Trung Quốc sẽ sử dụng vũ khí siêu thanh của mình như một công cụ để đe dọa hơn là mạo hiểm đối đầu toàn diện với Mỹ cùng đồng minh trong khu vực. Như đã nói ở trên, trong khi tên lửa siêu thanh bên phía Trung Quốc có tầm bắn vượt trội thì tên lửa Tomahawk của Mỹ lại thực sự kém xa. Việc Trung Quốc ngày càng lớn mạnh với nền công nghiệp quốc phòng phát triển như vũ bão, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân và vũ khí siêu thanh đã gây áp lực lớn cho hàng xóm của họ là Nga. Trong một bài phát biểu hồi tháng 3 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố 6 loại siêu vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Cụ thể, những vũ khí này là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhan, phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard, tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Bupesnik, thiết bị không người lái dưới nước được trang bị vũ khí hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình siêu thanh Kitsun. Các nhà quân sự từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Montreal lưu ý rằng tất cả những vũ khí siêu thanh này được trang bị hoặc là vũ khí hạt nhân hoặc có thể những vũ khí thông thường trong khoảng thời gian rất ngắn nhằm đáp ứng nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Bên cạnh đó, những khí tài mới mà quân đội xứ sở Bạch Dương xây dựng tập trung và khả năng khắc chế các loại hệ thống phòng thủ, vũ khí tương tự bên phía Mỹ và đồng minh phương Tây. Cụ thể, Kinzhan là một phiên bản được điều chỉnh của Iskander, một tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất nhưng có hệ thống dẫn đường và khí động lực học, giúp chúng có khả năng di chuyển linh động hơn. Một số đặc điểm thiết kế tiên tiến đã giúp Kinzhan lọt qua hệ thống phòng không, trong đó có tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ. Kinzhan có thể mang đầu đạn theo quy ước với gần 500 kg thuốc nổ hoặc thiết bị hạt nhân nặng tới 500 kiloton. Nga dường như có ý định thể hiện khả năng của loại vũ khí này bởi cùng năm 2018, họ được cho là đã phóng ít nhất 3 tên lửa Kinzhan mang đầu đạn theo quy ước trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tiếp theo là cái tên 3M22 Gincon, mẫu vũ khí được dự đoán sẽ sớm được Nga cho vào biên chế hoạt động. Không giống như Kinzhan, Gincon sử dụng động cơ Skhamaz, động cơ phản lực luồng tĩnh siêu âm để đạt đến tốc độ Mach 9. Gincon được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn theo quy ước, trong khi sở hữu tầm bắn lớn hơn và khả năng di chuyển linh động hơn so với các tên lửa tầm ngắn theo quy ước của xứ sở Bạch Dương trước đây. Đặc biệt nhất trong chương trình phát triển vũ khí siêu thanh mà Tổng thống Putin đề cập, phải nhắc tới phương tiện lượn siêu thanh Avangard có khả năng bay với vận tốc Mach 27 tương đương với 32.000 km/h ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Có thể thay đổi đường bay và độ cao một cách linh hoạt cũng như xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.
Theo các nguồn tin không công khai, phương tiện lượn siêu thanh này rất có thể được lắp đặt trên ICBM RS-28 Samat của xứ sở Bạch Dương với tầm bắn lên tới hơn 17.700 km. Có thể nói, cùng với các hàng loạt những công trình hạt nhân hay thậm chí là cả hệ thống phòng thủ tự trả đũa, bàn tay chết chóc thì vũ khí siêu thanh của Nga cũng được coi là một tài sản quan trọng trong chiến lược phòng thủ tích cực của nước này và đóng một vai trò thiết yếu với học thức quân sự mà Điện Kremlin đã buộc xây dựng. Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga cho biết, phòng thủ tích cực có liên quan tới các hành động tấn công phủ đầu, xác định những điểm yếu và tạo ra hàng loạt mối đe dọa, khiến đối phương không thể lường tính được để nắm bắt và duy trì thế chủ động chiến lược. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kiểu hình thức răn đe hạt nhân và phi hạt nhân như là một phần trong chiến lược quân sự mới của Nga. Khi đưa vũ khí siêu thanh vào chiến lược phòng thủ tích cực, các chuyên gia quân sự cho rằng vũ khí siêu thanh thông thường bên phía Nga có thể bổ sung cho khả năng tấn công của nước này để trốn tránh hệ thống phòng không hoặc thực hiện răn đe phi hạt nhân bằng cách đe dọa gây ra thiệt hại không thể tính toán được cho các trung tâm chỉ huy cũng như hệ thống tên lửa thuộc phía đối phương. Trong khi Trung Quốc và Nga đang không ngừng củng cố tiềm lực quân sự cũng như phát triển vũ khí siêu thanh thế hệ mới, thì dường như Mỹ lại đang có dấu hiệu hụt hơi. Mặc dù trên thực tế, những nỗ lực nghiên cứu siêu thanh của Mỹ đã bắt đầu từ những năm 1960, đặc biệt là sau khi có được đội ngũ kỹ sư khoa học cũng như công nghệ lấy từ Đức quốc xã sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Việc Mỹ quan tâm tới việc phát triển vũ khí siêu thanh có thể bắt nguồn từ chương trình tấn công chớp nhoáng toàn cầu, được hình thành dưới thời của chính quyền George Bush. Chương trình này yêu cầu xứ sở cờ hoa phải có khả năng thực hiện các cuộc tấn công thông thường ở bất cứ đâu trên thế giới trong khoảng 1 giờ và vũ khí siêu thanh rất phù hợp cho nhiệm vụ này. Dù vậy, phải tới tận gần đây, những bước tiến của Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh đã khiến Mỹ không thể tiếp tục chậm trễ trong cuộc đua. Phó Đô đốc Johnny Webb, Giám đốc chương trình các hệ thống chiến lược của Hải quân Mỹ cho biết Trung Quốc và Nga đang trở thành động lực thúc đẩy Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh nhanh chóng hơn trong bối cảnh Lầu Năm Góc tăng tốc thử nghiệm, nghiên cứu để tránh bị tụt lùi lại phía sau. Ông nói rằng, cho tới tận gần đây, chúng tôi vẫn chưa có động lực thực sự để sử dụng công nghệ này và tích hợp nó vào trong một hệ thống vũ khí. Khi đó, việc này là không cần thiết, nhưng giờ đây chúng tôi cần làm như vậy bởi chúng tôi nhận ra nhu cầu cấp bách phải theo đuổi công nghệ này. Trao đổi với CNN nhân sự kiện quân đội Mỹ tiến hành thử rocket để thu thập dữ liệu nhằm phục vụ việc phát triển vũ khí siêu thanh. Một số nhà chức trách của quân đội Hoa Kỳ thừa nhận rằng Trung Quốc và Nga đã phát triển được những vũ khí mà Mỹ không hề có. Vì vậy, giờ đây, mỗi vụ phóng thử đều nhằm thực hiện gần chục thí nghiệm khác nhau trong hàng loạt lĩnh vực liên quan như vật liệu chịu nhiệt, thiết bị điện tử cao cấp và vật liệu nhẹ. Tất cả đều cần thiết để phát triển và triển khai thành công vũ khí siêu thanh. Không chỉ dừng lại ở việc gia tăng tối đa tốc độ nghiên cứu phát triển, Lầu Năm Góc đã yêu cầu tăng ngân sách từ 3,8 tỷ đô la lên 4,7 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính tiếp theo để chế tạo vũ khí siêu thanh. Mỹ cũng đã phát triển một số chương trình vũ khí siêu thanh khác nhau ở tất cả các quân chủng. Tuy nhiên, một loạt thử nghiệm thất bại đã cản trở một số chương trình. Ví dụ như lực lượng không quân Mỹ đã thử nghiệm thành công vũ khí phản ứng nhanh chóng từ trên không, nhưng trước đó họ đã phải trải qua 3 vụ thử thất bại liên tiếp. Mùa hè vừa qua, lần thử nghiệm đầu tiên toàn bộ hệ thống Common Hypersonic Grid Body, viết tắt là CSGB, một dự án chung giữa lực quân và hải quân cũng đã thất bại. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng thất bại không phải là điều tồi tệ bởi các hệ thống vũ khí siêu thanh đang ở giai đoạn phát triển vượt trội nhất. Họ cho rằng mỗi đợt thử nghiệm là một cơ hội để học hỏi bất kể kết quả cuối cùng ra sao. Có thể nghĩ đơn giản như thất bại là một phần của quá trình. Lục quân Mỹ cũng đã có kế hoạch triển khai vũ khí siêu thanh tầm xa, viết tắt là LASW vào năm tới. Nếu được triển khai theo đúng kế hoạch, đây sẽ là hệ thống vũ khí siêu thanh đầu tiên được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng. Hệ thống này sử dụng một tên lửa đẩy 2 tầng để đẩy một vật liệu phóng lướt đi lên tốc độ siêu thanh. Sau đó, bộ phận lướt sẽ lao tới kết liễu mục tiêu ở tốc độ rất cao khi mà đối thủ chưa kịp định hình. Hải quân Mỹ cũng đã có kế hoạch triển khai tàu khu trục lớp Junkwatt, trang bị tên lửa dẫn đường phiên bản riêng của họ trong năm 2025 và hoàn tất phát triển phiên bản tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm trong thập kỷ này. Tom Caracco, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng, về cơ bản đây là thế hệ tên lửa mới.
Bản thân ông Caracco cũng nhận định những năm qua, Mỹ đã bị tụt hậu khá xa trong nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực này, Mỹ đặt ưu tiên phải bắt kịp hai cường quốc trên thông qua một chương trình phát triển nhanh và mạnh. Ông cho rằng Mỹ phát triển loại vũ khí này cũng có thể phục vụ các nhu cầu quân sự cụ thể, chứ không đơn thuần chỉ nhằm chạy đua vũ trang. Ông còn cho biết thêm, chúng tôi cần tới tính linh hoạt, không thể dự đoán trước của loại vũ khí này, chứ không đơn thuần chỉ là tốc độ. Các tên lửa đạn đạo sẽ cho bạn tốc độ, nhưng vũ khí siêu thanh và động cơ phản lực tĩnh siêu âm sẽ vừa có tốc độ, vừa đảm bảo sự linh hoạt. Các nhà thầu quốc phòng của Mỹ hy vọng sẽ kiếm bộn từ việc chuyển đổi sang vũ khí siêu thanh không chỉ thông qua chế tạo chúng mà còn nhờ phát triển cơ chế phát hiện và đánh chặn mới. Những nhà phát triển vũ khí lớn như Lockheed Martin, Northrop Grumman và Raytheon Technologies đều đã chào mừng hàng loạt chương trình vũ khí siêu thanh với chính phủ khi thế giới đồng loạt chuyển hướng quan tâm sang chạy đua vũ trang loại khí tài mới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn muốn các nhà thầu cắt giảm chi phí tối đa của vũ khí siêu thanh. Vì thế, tên lửa siêu tốc tiếp theo đang trong quá trình phát triển đã mang giá hàng chục triệu đô la mỗi quả. Cuộc chạy đua của các cường quốc nhằm phát triển vũ khí siêu thanh cuối cùng có thể kích hoạt 3 xu hướng quan trọng trong dài hạn. Đầu tiên, sự phổ biến của vũ khí siêu thanh có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển của các biện pháp đối phó bất đối xứng. Thứ hai, những thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong tương lai có thể tìm cách áp đặt hạn chế đối với vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, sẽ có thể thuyết phục được các cường quốc quân sự chấp nhận những hạn chế như vậy, đặc biệt là khi vũ khí siêu thanh có tác động cấp chiến lược đối với an ninh quốc gia. Thứ ba, những quốc gia trên thế giới có thể coi vũ khí siêu thanh là vũ khí bắt buộc phải có để thể hiện sức mạnh của mình trước các đối thủ và cộng đồng quốc tế. Vì nhiều lý do, việc duy trì nhận thức về quyền lực là điều cần thiết đối với những quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Ấn Độ và Pakistan. Trong đó đặc biệt là Iran đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển năng lực tên lửa. Kể từ cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ và Iraq vào thời điểm năm 1980, thông tin trên được chính đội ngũ chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, viết tắt là IRGC, cung cấp. Các nhà quân sự Iran cho biết có vũ khí của họ là biện pháp răn đe, chống lại sự khiêu khích của Mỹ hoặc đồng minh bên phía Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm cả Israel và Ả Rập Xê Út. Washington đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran, một số lệnh trừng phạt trong đó có liên quan trực tiếp đến các vụ thử tên lửa của nước này. Tóm lại, việc chạy đua vũ khí siêu thanh đặc biệt giữa ba siêu cường Trung, Nga và Mỹ ngày còn có dấu hiệu leo thang căng thẳng. Bên cạnh những hiểm họa chưa lường trước được thì cũng có những ưu điểm nhất định. Việc chạy đua không chỉ đảm bảo cán cân quyền lực, lợi ích cũng như tầm ảnh hưởng cân bằng của các siêu cường, qua đó phần nào duy trì được sự hòa bình, ổn định cho nhiều khu vực, cùng với xu hướng vươn lên và phát triển mạnh mẽ của các quốc gia mới nổi như Iran hay thậm chí là Triều Tiên. Vũ khí siêu thanh trong tương lai rất gần có thể sẽ trở thành một trong những loại khí tài quan trọng nhất của những lực lượng quân đội hàng đầu thế giới. Và vừa rồi là hành trình tìm hiểu về cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh. Có thể thấy, kinh tế, xã hội cũng như tri thức phát triển luôn đi cùng những tác động chặt chẽ tới khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Các cường quốc luôn mong muốn gia tăng tối đa hóa sức mạnh quân sự, tầm ảnh hưởng tuyệt đối lên toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta luôn mong muốn chiến tranh hạt nhân, đặc biệt chiến tranh vũ khí siêu thanh sẽ không bao giờ xảy ra, để thế giới luôn được sống trong hòa bình, hạnh phúc và bình an. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!